Nhật Bản có đến 6 giống chó bản địa, từ dễ thương vô đối như Shiba Inu đến vẻ ngoài đáng sợ của Kaiken. Tuy nhiên, Akita Inu mới là giống chó được trao tặng danh hiệu Quốc khuyển Nhật Bản, chính bởi sự trung thành cùng vẻ ngoài lanh lợi của mình. Hãy cùng Kilala giải mã sức hút của loài quốc khuyển Nhật Bản đã chiếm lấy trái tim của hàng triệu người trên thế giới này nhé! Quay về lịch sử, xuất hiện tại thành phố Odate thuộc tỉnh Akita, các chú chó Akita đầu tiên được sử dụng với mục đích săn bắn vì kích thước to lớn của mình. Đến thời Edo, chúng bắt đầu được chiến đấu bên cạnh các samurai và làm chó gác cửa cho các thiên hoàng đến tận thời Taisho. Năm 1931, Akita Inu được trao tặng danh hiệu báu vật quốc gia. Đây cũng là giống chó đầu tiên đạt được danh hiệu này. Tuy nhiên, trong Thế chiến thứ hai, chính phủ Nhật lại ra lệnh săn lùng những chú chó này và sử dụng lông của chúng trong quần áo giúp giữ ấm cho quân đội. Số lượng bị giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 20 cá thể Akita thuần chủng hậu chiến tranh. Trong những năm 1960 và 1970, chính phủ quyết định khôi phục và bảo tồn giống Akita một cách nhiệt tình nhất. Song song đó, quân đội Mỹ khi rời khỏi nước Nhật cũng mang theo những chú chó Akita về nước và lai tạo với những giống chó bản địa để tạo ra một giống chó mới. Hiện nay, Akita được chia thành hai nhóm chính là Akita Nhật Bản và Akita Mỹ. Có nhiều người nhầm lẫn giữa chó Akita và chó Shiba. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy hai giống chó này rất khác nhau. Akita Inu là một giống chó lớn. So với người anh em Shiba, thì một chú chó Akita có thể nặng gấp 4-5 lần. Các phép đo tiêu chuẩn cho Akita Inu bao gồm mõm và phần còn lại của đầu theo tỷ lệ 4-6, tai nên đứng ở góc 75 hoặc 90 độ, chiều cao và chiều dài phải theo tỷ lệ 100-110. Phong thái thanh lịch truyền tải tính cách và sự uy nghi của tầng lớp quý tộc. Akita tuy ngoan ngoãn, thông minh nhưng đôi khi lại rất cứng đầu, đặc biệt là tính cách trung thành với chủ nhân. Hachiko, chú chó Akita nổi tiếng là một biểu tượng của lòng trung thành. Năm 2009, bộ phim Hachi, A Dog Tale đã tạo nên tiếng vang giúp Akita Inu nổi tiếng khắp thế giới. Không chỉ là một vật nuôi đơn thuần, Akita Inu đã trở thành một biểu tượng của người Nhật. Vào năm 2012, cô nàng Akita Yume đã trở thành một món quà đặc biệt mà người dân tỉnh Akita gửi tổng thống Nga Putin. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đã từng gửi tặng một chú chó Akita cho vận động viên Olympic trượt băng nghệ thuật người Nga Alina. Chú chó đã gắn kết thêm tình cảm giữa hai nước Nga-Nhật. Và nếu có dịp đến Akita, bạn có thể ghé thăm bảo tàng chó Akita để có thể chơi đùa và tìm hiểu lịch sử của chú quốc khuyển này nhé.